Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái EQ rất là đặc biệt có tên là Split EQ của Eventide. Thì đầu tiên là mình sẽ mở cho các bạn nghe thử cái bài nhạc mà mình vừa mới làm ra, và cũng như là chúng ta thử theo dõi cái giao diện của nó. Mình thấy cái giao diện này khá là đẹp mắt ha. Như các bạn thấy, khi mà chúng ta để cái con chuột của chúng ta vào một cái band bất kỳ, thì các bạn sẽ thấy là ngoài cái số 3 ở giữa này ra, thường là chúng ta sẽ dùng cái số này chúng ta đưa lên đưa xuống như thế này, đúng không? Thì nó còn cái phần màu xanh lá cây và cái phần màu xanh nước biển ở trên này nữa ha. Đây chúng ta có thể chia nó thành hai cái như thế này. Vậy thì hai cái này nó có liên quan gì với nhau và ta sẽ xử lý nó như thế nào? Rồi mình sẽ nói về cái transient trước ha. Cái tonal này là cái EQ bình thường, như các bạn cũng biết rồi. Nhưng mà còn cái transient này chính là cái đặc biệt này các bạn. Bây giờ mình thử boost transient lên nhé. Chúng ta sẽ thử boost đưa cái này về zoom về 30. Rất là cao, để mà cái hiệu ứng nó lớn một chút các bạn sẽ nghe rõ như thế nào. Đây là cái hiệu ứng khi mà mình boost cái band thứ ba này lên, khoảng âm tầm trung ha. Chắc có thể bấm vào đây để chúng ta nghe focus mỗi cái band đó thôi ha. Mình sẽ thử bấm vào focus mỗi band thứ ba này. Rồi, thì cái trách nhiệm của cái band màu xanh lá cây này, đó chính là nó boost transient hoặc là nó giảm transient cho chúng ta. Có nghĩa là mỗi lần cái kick nó đập vào á, chẳng hạn nếu mình để âm tầm trung chung như vậy đi, thì cái kick nó đập vào thì chúng ta sẽ nghe cái kick nó lớn hơn nữa, nó trái ngược với lại cái compressor ha. Còn nếu chúng ta để như vậy, để chúng ta thay vì chúng ta để như vậy, chúng ta có thể để thế này ha, thì cái tác dụng của nó giống với compressor là nén xuống. Các bạn nghe thử nè. Các bạn có thể làm rất là nhiều thứ khá là đặc biệt như sau. Ví dụ mình có thể mình giảm cái phần EQ của kick xuống, nhưng mà cái phần cái âm đầu của kick ấy, gọi là cái transient, thì nó vẫn sẽ to, ví dụ như thế này ha. Hoặc chúng ta có thể làm ngược lại, chúng ta có thể ném phần đầu của kick nhưng boost cả kick lên như thế này. Nãy giờ là mình để cái hiệu ứng nó to một chút cho các bạn thấy nha. Bình thường thì chúng ta chỉ để cỡ 12 thôi là vừa. Đây, mình sẽ chỉnh như thế này. Rồi mình sẽ chỉnh thêm một vài cái nữa ha. Cái band của nó các bạn có thể chỉnh ở dưới này á. Bạn thấy ở đây. Đây, thậm chí chúng ta có thể chỉnh một cái to, một cái nhỏ như thế này nữa.
Đấy, như các bạn thấy thì nó rất hiệu quả trong cái việc là chúng ta sử dụng trong kênh master ha. Bây giờ thì để mình thử, ví dụ chúng ta có thể thử giảm cái này xuống chẳng hạn. Các bạn nghe thử nè. Nghe sẽ rất là lạ ha. Như các bạn thấy thì cái phần nối tiếp phần đầu của âm thanh gần như là nó bị cắt hẳn luôn ha. Nếu chúng ta để như thế này thì sao? Như các bạn thấy, nếu mà chúng ta tăng cái transient lên á, trong cái transient màu xanh lá cây này lên á, thì nghe nó sẽ có lực hơn ha. Nên là cái phần đầu lúc mà nó đập vào á thì nghe nó sẽ lực hơn và nó sẽ không hẳn là hay hơn đâu nhá, chỉ khác hơn thôi chứ nó không hẳn là hay hơn, to hơn không phải hay hơn, hãy nhớ điều đấy. Rồi bây giờ thì chúng ta thử bút cái tonal lên coi nó khác như thế nào. Rồi, nếu mà chúng ta hạ tonal xuống và để trên dần lên như thế này. Rồi, sau khi nghe cái này thì chắc chắn là các bạn đã biết là cái transient nó làm gì rồi đúng không? À, khi mà chúng ta giảm hết tonal và chỉ để trên dần thôi thì chỉ còn phần đầu của âm thanh thôi, còn còn lại cái phần sau nó sẽ bị cắt. Dĩ nhiên là chúng ta có thể cố gắng chúng ta tìm được cái quan trọng nhất cho cả hai. Thật ra là cái tonal này thật ra các bạn không cần phải chỉnh nó nhé, cứ để nó ở đây là được rồi. Giờ này các bạn có thể giảm lên hoặc là xuống một tí cũng không thành vấn đề gì hết. Đây mình sẽ cho nó lên một tí chẳng hạn. Rồi ngoài ra thì dĩ nhiên ở đây họ có làm cho các bạn một số cái reset, ví dụ ở đây mình sẽ dùng một cái enhance cây bensin ở đây chẳng hạn như thế này. Ví dụ attack reduction này chẳng hạn. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu mà các bạn thích cái VST này thì hãy lên trang chủ của Eventide và hỗ trợ họ bằng cách mua. Dĩ nhiên rồi. Đối với mình thì đây là một cái EQ thật sự rất là khác biệt. Thì trên thị trường mình nghĩ là không có cái EQ nào có thể làm được giống như thế này. Và cái giao diện của họ nhìn cũng rất là đẹp ha. Và thật ra rất là dễ sử dụng. Các bạn chỉ việc nhấn vào đây, kéo này lên kéo cái này xuống là xong, nó dễ sử dụng đúng không, giống như mấy cái EQ bình thường thôi, chỉ có điều là nó gấp đôi lên, tại vì các bạn có một band thì các bạn có hai hai band chuyên trách hai công việc khác nhau. Rồi nếu các bạn muốn mình làm thêm những cái video như thế này thì hãy để lại bình luận nói cho mình biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều.